Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 và bài số 2. Và chúng ta đã nắm được cách giải của bốc phương trình bậc nhất một ẩn rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài tập cuối chương 2 em nha. Trong đây nó gồm có 11 bài. Thầy sẽ giải hết cho các em. Chúng ta sẽ đi sang câu số 1 em. Cho cái bất đẳng thức, ở đây là chúng ta lưu ý là A sẽ lớn hơn B. Kết luận nào sau đây là không đúng? Không đúng nghĩa là sai. Thì trong đây nó sẽ có 3 đáp án đúng và 1 đáp án sai. Đúng chưa? Ở đây câu A này, 2A nhân 2B, 2 là một số dương. Khi nhân với số dương vào đây thì nó cùng chiều đúng không nào? Đúng. Như vậy đây dấu lớn thì chứng tỏ thằng này đúng này. Đúng thì chúng ta không chọn. Khi chúng ta nhân với số âm, nghĩa là cụ thể ở đây chúng ta nhân với âm 1 này. Như vậy ở đây chúng ta nhân âm 1, âm 1 âm A thì thằng này âm B thì dấu này quay ngược chiều trở lại. Đúng không? Thằng này đúng này. Câu C. Ở đây A trừ 3 nhỏ hơn B trừ 3. Như vậy ở đây chúng ta thấy là A lớn hơn B. A lớn hơn B thì khi đó chúng ta trừ 3 thì B này trừ 3 thì dấu này nó cộng hoặc trừ hoặc là nhân với số dương thì không có quay chiều. Thì chứng tỏ đây là dấu lớn. Mà trong khi đó ở đây người ta cho chúng ta là dấu bé thì chứng tỏ câu C này sai này. Đó. Còn A lớn B thì A trừ B lớn không là cái này đúng. Chứng tỏ A, B với D đúng, câu C này là sai. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta hiểu chưa? Tại sao câu C sai chưa? Sai chỗ dấu này. Đây đáng lẽ là dấu lớn mà đen quốc dấu bé này. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vâng, ở đây chúng ta nhìn nè. Bất phương trình AX cộng B nhỏ hơn 0 với ở đây này, các em lưu ý này. A này vuông. A này vuông thì nhớ là nó cùng chiều là được. Em hiểu không? Nó cùng chiều thì chứng tỏ ở đây các em nhìn nè. AX cộng B nhỏ hơn 0, chúng ta chuyển B vào đây trở thành AX nhỏ hơn âm B thì X này nó sẽ nhỏ hơn âm B trên A, tại vì ở đây là A lớn hơn 0. Như vậy cái này là đúng này. Cái này đúng. Tương tự như vậy, mất phương trình AX cộng B nhỏ hơn 0 với A khác 0 có nghĩa mà đây, chứng tỏ câu A này đúng. Đúng không? Câu A này đúng thì chứng tỏ câu B này sai. Tại vì ở đây A khác 0, A khác 0 nhưng mà ở đây chúng nó thiếu điều kiện. Để cái này thì A này, cái này sai này. Vì ở đây là nó thiếu điều kiện, ở đây là A phải lớn hơn 0. Chứ A khác 0 thì chưa chắc. A khác 0 thì có khả năng là A âm hoặc A dương. Nếu ở đây là A âm, nếu ở đây mà A âm thì cái này sai ngay. Cái này phải quay ngược chiều lại. Thì chứng tỏ câu B này nó chỉ đúng ở một vế thôi. Chứ còn khi chúng ta cho A mà nó nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ câu này là sai. Chứng tỏ suy ra là câu B này là sai chứ không thể đúng được. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy là ở đây là mất phương trình này thì chúng ta chuyển vế đổi dấu. Nhưng ở đây lưu ý ở đây là A là âm. Là gì? A ở đây là âm. Âm thì ngay lập tức. Hồi nãy ở đây là A dương thì dấu ở đây là cùng chiều, ở đây nhỏ hơn thì đây nhỏ hơn. Còn nếu ở đây là A âm thì dấu này lớn hơn thì chứng tỏ câu này câu C đúng này. Thì chứng tỏ câu này cũng là câu sai. Là chúng ta giải thích tương tự giống như ở câu B. Câu B và câu D thì do là cái điều kiện là A khác không. Hiểu chưa? Đó. Tại sao đúng, tại sao sai là thầy giải thích rồi đó. Đây, thầy đưa ra để cho chúng ta thấy này. Câu A với lại câu C là cái khẳng định đúng. Còn câu B với lại là câu D là sai nha. Rồi tiếp tục em. Câu đó thì dễ. Ở đây người ta hỏi ở đây, người ta yêu cầu em chứng minh. Nếu mà A lớn hơn 5 thì A trừ 1 trên 2 trừ 2 lớn hơn 0. Thì đối với cái dạng này nè, cái dạng này chúng ta phải từ cái chỗ này gặp trường hợp này nè. Chúng ta phải làm sao đó từ đây chúng ta thêm cá, thêm mắm, thêm muối đó để ra được cái này nè. Thì thầy xuất phát từ đây. Câu A này. Vì ở đây chúng ta A có lớn hơn 5.
Đầu tiên thầy sẽ tạo với tử này trước. Nghĩa là ở đây chúng ta có a trừ 1 đúng không? Thì thầy sẽ trừ 1 ở đây, thầy sẽ trừ 1 ở đây để nó ra a trừ 1 cái đã. Các em hiểu không? Nên a thầy trừ 1 ở đây thì 5 ở phía đây cũng là trừ 1. Tại sao thầy không trừ số khác mà thầy lại trừ 1? Tại vì ở đây thầy thấy có trừ 1 ở chỗ trên tử này. Nhưng mà khi trừ thì dấu này sẽ cùng chiều. Như vậy thì hãy a trừ 1 sẽ lớn mấy? 5 trừ 1 là lớn hơn 4. Tiếp tục, thầy sẽ tạo tiếp cái số 2 ở đây. Số 2 ở đây nghĩa là thầy sẽ chia hai vế cho 2. Được không nào? Nên từ đây chúng ta suy ra a trừ 1 chia 2 sẽ lớn hơn ở đây là chia 2. Số 2 là số dương nên dấu này cũng sẽ cùng chiều. Hay nói cách khác là nhân ở đây với 1 phần 2, nhân ở đây cũng 1 phần 2 đấy. Như vậy thì khi đó chúng ta, do đó a trừ 1 trên 2 nó sẽ lớn hơn mấy? Nó sẽ lớn hơn 2. Thì ở đây chúng ta thấy không? Số 2 đấy, có số 2 ở phía bên đây thì thầy sẽ trừ ở đây cho 2, thầy trừ ở đây bên 2. Hay nói cách khác số 2 là thầy chuyển qua đây, đổi dấu nữa là xong. Hiểu chưa? Vậy chúng ta chuyển số 2 này qua bên đây đổi dấu. Chuyển với đổi dấu, cái phần tìm tòi chúng ta đã được đọc rồi. Chuyển số 2 này qua bên đây đổi dấu trở thành trừ 2, thì bên đây còn lại số 0. Đó, xong. Hay không em? Hay sao không hay? Hay, nhớ là nó giống như người ta cho cái thằng này là bộ xương vậy đó. Chúng ta phải ráp tay, rồi ráp chân, rồi ráp đầu, ráp mắt, ráp môi đồ vô để trở thành là một cơ thể hoàn chỉnh. Là cái thằng này cơ thể hoàn chỉnh này, cái thằng này một bộ xương này. Ta hình dung như vậy, nói vậy để cho nó dễ hiểu. À, rồi tiếp tục. Ok chưa? Câu A xong nha. Đó, làm từng bước như vậy. Chúng ta sử dụng các cái từ này để cho cái bài mình nó trở nên nó logic. Thì khi mà người ta hiểu câu A rồi thì câu B chắc chắn chúng ta sẽ xuất phát cùng từ này để chúng ta tạo cái này. Thì tạo thì chúng ta nhớ tạo cái này trước, ta phải nhìn nhá, ta phải tạo gì trước, ta tạo cái này trước, sau đó tạo tới số 5 này, được đúng không? Tạo tới số 5 này rồi chúng ta tạo tới cái dấu âm này này, tạo dấu âm này các em nha, tạo dấu âm này, sau đó cái tới cuối cùng mới là cái số 4 này này, được chưa? Trình tự này, tạo cái này trước, tạo thằng này, tạo số âm, cuối cùng mình tạo số 4 này nhá. Đấy, rồi xuất phát từ cái chỗ đây, vì nè b lớn hơn 7, thầy tạo thằng này chưa? B cộng 3 thì chứng tỏ đây thầy cộng 3, còn đây thầy cộng 3. Ok à, nên thầy b cộng 3 sẽ lớn hơn 7 cộng 3, hay b cộng 3 sẽ lớn hơn 10. À, tiếp tục tạo cái số 5 ở đây. Tạo số 5 ở đây thầy sẽ chia cho 5, và ở đây thầy chia cho 5. Mà chia cho 5, 5 là một số dương. 5 là một số dương thì dấu này vẫn là cùng chiều. Ha. Nên từ đây chúng ta suy ra b cộng 3 chia 5 cũng là dấu lớn. Đúng không nào? Kiếm ghi do đó b cộng 3 chia 5 sẽ lớn mấy? Sẽ lớn hơn 2. Ok, hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ tạo tiếp cái dấu âm ở đây. Thầy tạo dấu âm ở đó đấy. Như vậy khi mà thầy tạo dấu âm ở đó thì thầy nhân ở đây cho âm 1, thì thầy sẽ nhân ở đây cho âm 1. Hiểu không? Do đó rồi tiếp tục khi đó tiếp đi, thầy nhân ở đây cho âm 1 là trở thành là âm b cộng 3 trên 5. Ở đây thầy nhân âm 1 thì trở thành âm 2. Khi nhân âm 1 thì dấu này sẽ ngay lập tức sẽ quay lại này. Đây dấu lớn thì quay lại trở thành dấu bé này. Ok, tiếp tục. Các em thấy có số 4 phải không? Thầy sẽ cộng ở bên đây cho 4, thầy cộng ở đây cho 4. Cộng ở đây cho 4, cộng ở đây cho 4. Thì chúng ta kết luận ở đây là vậy. 4 cộng cho 4 này, thì lấy 4 trừ ở đây cho b cộng 3 trừ chia 5 sẽ nhỏ hơn trở thành là 4 trừ 2. Được chưa? Đấy. Vậy một phát nữa đi. Nghe chỗ đây không nên sử dụng từ vậy ha. Ở đây chúng ta ghi từ suy ra tiếp đi. Vậy ở đây là 4 trừ b cộng 3. Thường từ vậy để mà chốt hạ 4 trừ 2 bằng 2 này. Còn b này thì hơi khó hơn xíu. Đây,
Đó, do nó nhiều bước không, nó phức tạp hơn một chút nhưng mà cũng không phức tạp gì cả. Quan trọng là chúng ta hiểu cái trình tự làm, cái nào trước cái nào sau, để mà chúng ta có thể hiểu được cái trình tự của chúng ta làm. Được chưa? Nhân cái gì, cộng cái gì, chia cái gì thì thầy đã nói rồi, quan trọng ta để ý dấu. Chúng ta sẽ đi sang là câu tiếp theo. Như đây nghe, lại là một cái khoản. Đối với khoản thì chúng ta biết rồi, ta chia ra và nhân với cái số ấy. Ở đây cho đây thì chắc chắn ta phải A nằm trong khoản này chứng minh này, thì chúng ta sẽ làm ở cái khoản đầu tiên ở đây. Chúng ta xuất phát từ cái này trước. Bài số 4 này, cái dạng này thầy đã làm cho em một bài rồi đúng không? Do đây là 4,2 mà nhỏ hơn A này, chúng ta làm thì A này trước. 4,2 nhỏ hơn A thì chúng ta sẽ nhìn vào cái chỗ đây. Nhìn chỗ đây thì ở đây chúng ta thấy, đầu tiên chúng ta thấy số 3A này, thấy không? Thấy số 3A thì chứng tỏ đây chúng ta tạo một có 3A cái đã. Thì thầy nhân đây cho 3, đây nhân cho 3. Thì nhân cho 3 thì thầy lấy 4,2 nhân đây cho 3, nhỏ hơn đây nhân cho 3A ở đây, đúng không nào? Thì 4,2 nhân 3, đây nhân đi em xem, 4,2 nhân 3 thì bằng 12,6 đúng không? Hay ở đây là 12,6 nhỏ hơn đây là 3A. Tiếp tục chúng ta thấy nó cộng gì đây, thấy nó cộng như này đó, nó cộng với 1,2 thì thầy sẽ cộng ở đây cho 1,2 thì thầy cũng sẽ cộng ở đây 1,2, hiểu không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 12,6 cộng đây cho 1,2, mà cộng thì nó cũng sẽ công chiếu ở đây 3A cộng cho 1,2 thì chứng tỏ thằng này cộng với thằng này đó chính là bằng bằng gì? Vậy ở đây cái trường hợp thứ nhất là bằng ở đây là 13,8 nhỏ hơn ở đây là 3A cộng 1,2, người ta ký hiệu đây là 1. Rồi bây giờ chúng ta xuất phát phía bên này để chúng ta tạo, để chúng ta làm về vế phía bên này này, hiểu chưa? Gặp trường hợp mà khoản thì chúng ta phải chia ra như vậy để chúng ta làm. Tiếp tục cũng là do là A nhỏ hơn 4,3 thì đầu tiên chúng ta tạo ở đây cũng có số 3 đấy, số 3 ở đây thì thầy đây nhân 3, đây nhân 3, nên ta có 3A sẽ nhỏ hơn ở đây là 3 nhân cho 4,3, hay ở đây 3A sẽ nhỏ hơn, chúng ta lấy 3 nhân 4,3 sẽ bằng là 12,9. 12,9. Sau đó chúng ta sẽ thấy ở đây là có gì đây này, đó, 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 đó. Có 1,2 này cộng 1,2 hai vế. Từ đây chúng ta suy ra 3A cộng 1,2 sẽ nhỏ hơn 12,9 cộng ở đây cho 1,2, hiểu không? Vậy kết luận ở đây là 3A cộng 1,2 sẽ nhỏ hơn ở đây là 10 14,1, ta ký hiệu đây là 2. Như vậy chúng ta thấy là 3A này cộng 1,2 sẽ lớn hơn này và nhỏ hơn thằng này, thì từ 1 và 2 ta có gì, căn 3A cộng 1,2 nó sẽ lớn hơn ở đây là 13,8 và nó sẽ nhỏ hơn ở đây là 14,1. Xong đó, cái bài này chúng ta cần phải làm như vậy nha. Nói dễ thì nó cũng không dễ, mà khó thì nó cũng không khó. Chúng ta để ý và những cái dạng mà người ta ra, mà nó dưới dạng là trong cái khoản á, hoặc là trong cái đoạn, thì chúng ta cần phải xử lý như vậy. Được chưa? Đây, nhớ nha, gặp cái bài đấy chúng ta phải 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 làm như thế nha em nha. Nó cũng không khó đâu em, thầy nghĩ nó cũng không khó, ta cứ để ý giùm thầy một chút là được, không khó. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 5. Gì vậy trời? Do là cái giấy của thầy thầy làm loạn, thầy tận dụng ở bốn mặt mà em. Đây bài số 5, chỗ nào trống thầy ghi hết em. Vậy mà thầy nói với em một năm chắc phải mười mấy gram giấy em ạ. Mười mấy gram giấy kinh lắm, mỗi lần thầy mua giấy là người ta kiếp thùng 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 rồi đó. Ở đây cho A chứng minh, đây 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 đây,
Cái dạng này lúc nào chúng ta cũng sẽ xuất phát từ cái này này. Xuất phát từ này để tạo thành cái này. Hoặc cũng có trường hợp chúng ta sẽ xét cái hiệu. Xét cái hiệu. Ví dụ ở câu A thì nhìn vô thì đơn giản thôi. Ở đây người ta nhân A, đây nhân A thì ra cái này thôi. Còn ở câu B này thì từ đây mà để tạo ra đây thì rất là mỏi. Mà những cái gặp mà dạng dài như này này thì người ta nên xét hiệu, nghĩa người ta lấy cái này trừ cho cả cái này. Em hiểu không? Đó. Rồi, ok. Ở đây câu A, do chúng ta là A sẽ lớn bằng 2. Bây giờ ở đây chúng ta thấy A bình phương, đây 2A thì chứng tỏ đây chúng ta nhân A, đây nhân A. Có hiểu không? Nên chúng ta có A nhân A sẽ lớn bằng 2 nhân A. Tại vì bản chất A lớn bằng 2 thì chắc chắn A sẽ lớn hơn 0. Mà A lớn hơn 0 thì A chính là một số dương, nên dấu này nó sẽ cùng chiều. Em hiểu không? À, vậy A bình phương sẽ lớn hơn 2A. Vậy thôi. Xong câu hỏi nào đấy thì đâu có làm gì nữa đâu. Câu B. Ở đây chúng ta có này, chúng ta phải nhìn này. Đối với dạng này chúng ta liệu xem thử là từ cái này từ cái này mà chúng ta có thể tạo ra cái này được không? Ở đây chúng ta cộng thêm, ở đây là, đây là hạng thức thứ nhất chúng ta. Nếu mà hạng thức thứ nhất chúng ta nhẩm vào nháp nha. Dù A cộng 1 bình phương, chúng ta nhẩm vào nháp có thể là A bình cộng 2A cộng cho 1, đúng không? Thì chứng tỏ ở đây chúng ta cộng, ở đây có A bình phương rồi thì chúng ta đang thiếu cái này. Thì chứng tỏ là chúng ta có thể xuất phát từ theo câu A này. Chúng ta không còn phải xét hiệu. Mà theo thầy nghĩ á, cái bài này có hai cách làm. Cách 1 chúng ta sẽ xét hiệu lấy cái thằng này trừ thằng này, đúng không? Cách thứ hai, cách thứ hai là đây, sau khi mà ở ngoài nháp chúng ta phân tích được là A cộng 1 tất cả bình phương thì bằng A bình cộng 2A cộng 2A cộng 1. Thì chứng tỏ ở đây thầy sẽ cộng vào cái vế này là 2A cộng 1 và cộng vào cái vế này là 2A cộng 1 thì chắc chắn nó sẽ ra đúng cái này này. Thì bài chưa? Theo, như vậy thì chúng ta ghi là theo câu A, theo câu A ta có ở đây là A bình phương sẽ lớn bằng 2A. Nghĩa là một bài toán nó có rất là nhiều cách làm em. Khi đó chúng ta sẽ có là gì? A bình cộng ở đây, thầy sẽ cộng ở đây cái vế này là 2A cộng 1. Thì khi cộng thì nó cũng vẫn cùng chiều là 2A, thầy cộng đây là 2A cộng 1, đúng không? Như vậy đây là ra được A bình cộng 2A cộng 1 lớn hơn bằng 2A cộng 2A cộng 1. Rồi ra chưa? Như vậy thằng này đã chính là hạng thức A cộng 1 tất cả bình lớn bằng ở đây là 4A cộng 1. Xong. Làm theo cách này thầy nghĩ nó xuôi dòng hơn này. Mục đích tại vì ở đây người ta đã để cho cái em cái câu A thì để là tiền đề để chúng ta làm câu B này. Nhưng ở câu B này chúng ta cũng sẽ có một cách làm nữa. Đây là cách 1 nha. Nghĩa là trong một bài toán nó có rất nhiều cách chứ không phải là một cách. Mà càng nhiều cách thì càng tốt. Các em hiểu không? Cách 2. Cách 2 thì chúng ta sẽ xét cái hiệu. Chúng ta sẽ lấy cái thằng này này trừ cho thằng này. Hiểu không? Thì đây, thầy chuẩn bị cách 2 cho các em xem nha. Cách 1 chúng ta thầy bấm dừng màn hình lại để chúng ta ghi chép. Theo thầy nghĩ chúng ta nên làm cách 1 thì nó có vẻ xuôi dòng hơn và mục đích nó tận dụng được câu A nữa thì nó hợp lý hơn. Còn ở câu B này thầy vẫn đưa ra để chúng ta tham khảo. Đây, ở cái câu cách 2 chúng ta xét cái hiệu này, ta phân tích này ra hạng thức, bỏ ngoặc thằng này ra đổi dấu thì kết quả ra được là A nhân ở đây cho A trừ 2. Tại vì ở đây là cái điều kiện chúng ta là A lớn bằng 2 nên là A trừ 2 phải lớn bằng 0. Có đúng không? Mà A này chắc chắn là số dương thì chứng tỏ cái tích này chúng ta nhân lại thì nó cũng phải lớn bằng 0. Nên từ đó chúng ta sẽ, cái này lớn bằng 0 thì chúng ta cái hiệu này cũng sẽ lớn bằng 0. Mà cái hiệu này lớn bằng 0 thì từ đó chúng ta chuyển ngược cái thằng này qua, chuyển cái thằng này qua bên đây đổi dấu. Thì khi đó chúng ta suy ra A cộng 1 bình phương sẽ lớn hơn là 4A cộng 1. Làm theo kiểu đó cũng được nha. Đấy. Nghĩa là đối với dạng xét hiệu á thì chúng ta sẽ ra cái kết quả của hiệu đó, cái hiệu đó ra cái gì và chúng ta căn cứ vào điều kiện đó để chúng ta suy luận nó là lớn hơn hay nhỏ hơn, từ đó chúng ta chuyển ngược qua thì nó sẽ ra. Ok, cái phần xét hiệu nha. Rồi, bấm dừng màn hình lại, chúng ta có thể chép cách 2. Đây cách 2 các em nha. Câu B á. Rồi,
Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em bắt đầu từ bài số 6. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Chúng ta nên làm trước đi nhé. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok, 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 okay. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.